Thái Lan nhận lợi thế siêu khổng lồ, tên đào hay nhất trở lại. Vừa qua, trợ lý ngôn ngữ của Bầu Kình đã báo cáo lên AFP vì hành vi khiêu khích của báo giới Việt Nam. Cụ thể, bước vào phòng họp báo cùng với Bầu Kình, trợ lý của ông đã thay vì lên chủ tọa thì lại đứng ở phòng họp báo này rồi có một thái độ khiêu khích phóng viên Việt Nam. Khi đó, các phóng viên có mặt trong phòng họp báo không hiểu điều gì khi mà ông có hành động kỳ lạ như vậy. Anh cần giữ bình tĩnh và tôn trọng những người có mặt tại đây, một phóng viên Việt Nam đã nói. Tuy nhiên, người này vẫn tỏ thêm một thái độ trước khi mà ông Bầu Kình gọi về chỗ ngồi ở cuộc họp báo. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi báo cáo cho giám sát trận đấu và clip vụ việc cho AFF để có biện pháp xử lý. Theo VFF, AFF đã nhận báo cáo và sẽ tiến hành xem xét về hành vi của trợ lý này. Nếu án phạt của AFF là nghiêm khắc và đưa ra quyết định trước trận chung kết lượt về, huấn luyện viên Bầu Kình sẽ mất đi người phiên dịch cho cầu thủ của mình hiểu ý đồ chiến thuật. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, thì Thái Lan vẫn hưởng một lợi thế của Bầu Kình, chẳng phải nhận một án phạt nào cả, anh ta vẫn ung dung được tiếp tục làm việc. Trong buổi tập của đội tuyển Thái Lan vào chiều qua, tên trợ lý này vẫn tỏ ra rất vui vẻ và làm việc bình thường. Cùng với Bầu Kình thì đã có cuộc trao đổi hơn 30 phút. Nhưng mà nhìn vẻ mặt khá là nhân hiểm và vênh váo của tên này thì rất có thể hai người đang ủ mưu trong trận chung kết sắp tới. Không chỉ thoát án phạt cho tên trợ lý, đội tuyển Thái Lan còn nhận một tin cực kỳ có lợi. Tiền đạo số 1 của họ cũng là cây săn bàn số 1. Terasit Danda đã quay trở lại. Trong buổi tập, anh đã quay trở lại và luyện tập bình thường. Ông Bầu Kình dặn dò học trò rất kỹ lưỡng trước trận chung kết lượt về đầy quyết liệt này. Vào lúc này, cuộc đua danh hiệu vua phá lưới của kỳ AFF Cup 2022 cũng chỉ còn là chuyện riêng của Tiến Linh và Đăng Đa khi giải đấu chỉ còn trận chung kết lượt về. Hai người đang có số bàn thắng ngang nhau nhưng Tiến Linh là người xếp trên bởi anh ghi bàn và sẽ gần như trở thành vua phá lưới trong giải đấu năm nay. Ở góc độ Việt Nam thì tất nhiên chúng ta có Tiến Linh tỏa sáng và mang về chiến thắng cho Tây Bắc. Tuy nhiên để đánh bại Thái Lan, đội tuyển Việt Nam lúc này không thể phụ thuộc vào Tiến Linh. Tiến Linh là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam với 6 pha lập công và đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam sở hữu giải thưởng vua phá lưới AFF Cup. Ngoài trừ trận hòa 0-0 trước Indo ở bán kết lượt đi, chân sút của Bình Dương đều ghi ở tất cả các trận còn lại. Những bàn thắng trước các đối thủ khó như Malaysia, Indo, Thái Lan cho thấy năng lực cao của Tiến Linh. Đa phần các pha lập công của tiền đạo này đều có chung một kịch bản là lật cánh đánh đầu. Ở trận gặp Thái Lan, Tiến Linh đã cùng thực hiện một bàn thắng bằng pha đánh đầu sau đường truyền cánh cử cuối Ngọc Hải. Với bàn thắng sát thủ ấy, tiền đạo này sẽ bị chăm sóc kỹ. Trong tình cảnh đội tuyển Việt Nam cần thắng và cần có nhiều bàn thắng để hòa, thì việc trông chờ vào mỗi một cá nhân thôi thì là chưa đủ. Một khi Tiến Linh đã bị thắt chặt, đội tuyển Việt Nam cần có những cầu thủ khác. Sự tỏa sáng của Tiến Linh thì xét về lối chơi, cách nhập cuộc, đoàn quân của Park Hang-seo thật sự tạo nên bất ngờ cho Thái Lan. Tuy vậy, niềm vui đó không được kéo dài bao lâu, Thái Lan đã nhanh chóng lấy lại thế trận và với sự cơ động xuất sắc của Theathorn, họ đã có hai bàn thắng. Công bằng mà nói, đoàn quân của Bầu Kình thì chơi tốt hơn. Và nếu như một cầu thủ Thái Lan không chơi cá nhân thì trong tình huống bù giờ cuối trận đấu, sai lầm của Hùng Dũng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhận thêm bàn thua. Sau trận đấu, ông Park đã nói lời xin lỗi người hâm mộ vì và không thực hiện được lời hứa mang trận thắng về. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park vẫn tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan trong trận chung kết. Đây thật sự là điều hoàn toàn không thể dễ, bởi vì thành tích của đội tuyển Thái Lan trong một vài năm gần đây tuy là không tốt nhưng dù sao vào chiến vẫn là đội bóng đẳng cấp. Đội trở về sân nhà, sự cổ vũ đông đảo thì họ sẽ bùng hết sức. Còn đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách, muốn giành chiến thắng, huấn luyện viên Park phải có thêm nhiều điều bất ngờ từ các quân bài chiến thuật hòng tạo ra sự khác biệt. Từ đầu giải đến nay, tiền vệ Quang Hải là một nhân tố được người hâm mộ kỳ vọng. Tuy nhiên, anh lại không có sự kết nối giữa các đồng đội. Ở trận chung kết lượt đi, do Hải không tạo ra được dấu ấn, nên trong những phút cuối, anh đã được huấn luyện viên Park cho ra nghỉ. Hy vọng ở trận đấu sắp tới trên sân Thái Lan, Quang Hải sẽ sớm lấy lại phong độ của mình. Đội tuyển Việt Nam muốn giành chức vô địch trên đất Thái Lan thật sự sẽ khó, nhưng không phải là điều không thể. Chỉ cần thắng cách biệt một bàn là vô địch, và tất cả thì đang ở phía trước. Nhiều tờ báo Hàn Quốc cũng đã hát tự tin vào khả năng của Park Hang-seo. Tờ Chosun bình luận, trận hòa 2-2 trước Thái Lan đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó, nhưng không phải là thảm họa. Ở trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc nhở các cậu học trò không được bi quan, bởi chỉ cần thắng 1-0 với Thái Lan là chúng ta sẽ giành chức vô địch. Trong lần cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không muốn lỡ hẹn với vinh quang. Không ai có thể nghi ngờ sự nguy hiểm của dòng vàng. Dưới thời của Park Hang-seo, họ đã có những chiến tích vang dội. Tương tự, tờ Hàn Quốc cũng đã bày tỏ niềm tin. Đội tuyển Việt Nam dưới thời của Park Hang-seo đấu dễ dàng 4-0 như vậy.
các học trò quyết tâm giành chức vô địch. Tinh thần đoàn kết là điều mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trong các chuyến làm khách trên sân Thái Lan, dù họ đang nằm trong một tình thế không hề dễ dàng. Nhưng đây vẫn được xem là một cơ hội thử thách bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo và các học trò sẽ không lùi bước. Điều nhảy cuối cùng của Park Hang-seo cùng với đội tuyển Việt Nam sắp diễn ra, không ai muốn nói lời tạm biệt với ông. Đó là một động lực rất lớn để cho những chiến binh sao vàng cháy hết mình. Trong khi đó, huấn luyện viên của chúng ta, Jorge Calixto, đã giúp người hâm mộ Việt Nam đầu tiên nếm trải những vui vô địch AFF Cup, cũng đã tin tưởng rằng đội tuyển của chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch. Tôi có thể xem trực tuyến các giải đấu đồng thời theo dõi tin tức. Tôi vẫn còn thấy hứng thú khi xem các trận đấu của Việt Nam lẫn ở V-League. Bên cạnh đó, giữ liên lạc với một số người quen. Tôi muốn chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Park và các cầu thủ vì đã có thành tích ấn tượng trong đấu trường quốc tế trong những năm gần đây. Nhìn vào nền bóng châu Á trong những năm vừa qua, Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Chúc mừng các bạn! Nói về việc Thái Lan cầm hòa trên sân Mỹ Đình thì ông cho biết, vấn đề không nằm ở chiến thuật hay nền tảng kỹ thuật mà là ở tâm lý thi đấu. Năm 2008, đội tuyển Việt Nam đã phải thích nghi với hoàn cảnh. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi làm khách. Tuy nhiên, ở hiện tại, Việt Nam đang có những điểm mạnh và tôi muốn tiết lộ bí mật để tạo tinh thần thi đấu cho như năm 2008. Trước trận thì tôi nhắc lại các cầu thủ về lịch sử của đất nước Việt Nam, cách mà mọi người vượt qua khó khăn và cùng với đó nâng lên sự tự tin, chơi như một tập thể với niềm tự hào của dân tộc. Tôi cũng nhắc các học trò rằng 8 triệu người Việt Nam đang theo dõi và sát cánh với họ. Các cầu thủ cần phải biết rằng người hâm mộ rất yêu quý và luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Cả đội phải thi đấu vì tập thể chứ không phải vì cá nhân. Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng phải thể hiện trình độ kỹ thuật tốt và các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ cần tỏa sáng. Trong bóng đá không có gì là bất khả thi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó là lý do bóng đá trở thành môn thể thao. Đôi lúc, những đội được đánh giá cao thì lại không thể hiện được và không chiến thắng. Khi làm khách trên đất Thái Lan, đội tuyển Việt Nam phải nhìn nhận lại bản thân của mình và khai thác những điểm yếu của Thái Lan. Quan trọng là họ không được sợ hãi, kẻ thù lớn nhất đó chính là nỗi sợ. Nếu như mà sợ chính bản thân của mình, cầu thủ thứ 12 của Thái Lan, đó sẽ là khởi đầu cho thất bại. Đừng nên để điều đó xảy ra, ông Calixto dặn các cầu thủ Việt Nam.